VLC, VLC tiếp tục này, một cái cây nến dài như thế này ở sàn upcom, sàn upcom chắc chắn phải cái lệnh gì, chúng ta mua đuổi là hay bị thiệt về giá, 7.5, 17.5, 17.8 và 18.2, đó là ba cái lệnh để bắt con VLC này và kỳ vọng nó lên trên vùng 22 chị, kỳ vọng lên trên vùng 22. Chúng ta quan trọng là gì ạ? Giá cao thì có thể là cao hơn nữa, nhưng và giá thấp thì có thể thấp hơn nữa nhiều khi là chúng ta không nên quá kỳ kèo với cái mức giá trong xu hướng tăng dài thì chúng ta hoàn toàn có thể là chấp nhận một đắt ở cái nhịp ngắn đó nhiều khi là chúng ta cứ thấy bắt đáy giá rẻ quá giá rẻ quá cứ bắt đáy nhưng nó cứ xuống thấp rẻ nữa rẻ rẻ nữa nhưng khi mà cổ phiếu đang tăng là chúng ta lại không dám vào Đấy, đúng đó là giải dụ trường hợp như thế nhá nhưng mà quan trọng nhất thì phải gì nó bứt nền lên cái gì nhá nó bứt nền giống như cái mã này chứ bây giờ mà nó lại đang có xu hướng đuối đuối rồi thì không được à, bứt nền nhá xu hướng bứt nền và cái dòng tiền nó vào đó là một cái tín hiệu vào đúng không? một signal vào này đặc biệt là cái trong cái nhịp là chị trong cái nhịp thị trường uptrend thì cái việc bắt được cái điểm break này là được có thể ăn được một nhịp rất dài đó. ví dụ như con VLC này có thể là gì ạ vùng 22 thậm chí là 25 đó là đấy là đấy là mình chỉ kỳ vọng nó quý vị nhá chứ không mình không phải là gì ạ mình cứ phải lên đấy đó. và chúng ta kỳ vọng là gì đến cuối năm thôi ví dụ là tận đánh đến tầm khoảng 8 tuần quý vị đấy. canh 8 tuần thôi Đúng không? ok quý vị con đây cái lệnh mà khớp là có ăn cao này VRE tương tự là VRE bắt đầu có một cái nhịp là gì ạ khả năng là sẽ có một vượt